và các bạn đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Chiếc máy quay là một tuyệt phẩm loa nổi tiếng của hãng JBL đến từ Mỹ với model G732. Sở hữu nguyên phần thùng gỗ sồi và được bọc da toàn phần, rất sang trọng khi trưng bày cho phòng khách. Đây là những cấu hình lớn và cũng là những cấu hình có chất âm cao cấp hơn các dòng loa ví dụ như là 825 hay 835 trên model G732. Với kích thước phần thùng loa được thiết kế cao 83 cm, sâu 83 và nó ngang sâu của nó là 43,5 và chiều ngang của nó lên tới 56 cm. Chúng ta thấy rằng đây là một trong những cặp loa có kích thước rất lớn và khi trưng bày cho những căn phòng khách thì nó thể hiện rất là tuyệt vời với phong cách của các dòng loa cao cấp của hãng JBL. Sở hữu chất âm 2-trong-1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Chúng ta có thể thấy được rằng một trong những phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng một cặp loa, thể hiện cực kỳ là sang trọng và chất âm của nó đã rất nổi tiếng, ai cũng đã biết tới tên tuổi cũng như là thương hiệu này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá lại cấu hình của cặp loa được trang bị những gì, và với cấu hình cũng như phần thông số chúng ta sẽ rõ nhất trong đoạn clip này. Ngoài ra chúng ta sẽ tham khảo một vài chất âm mà tôi hay thường test trên kênh để chúng ta lại có sự nhìn nhận một cách chính xác về model nổi tiếng của hãng JBL G732 đến từ Mỹ. Mời anh em cùng quan sát. Sự thể hiện của cặp loa chi tiết tới từng nốt nhạc. Như vậy chúng ta sơ bộ với dòng nhạc thứ hai đã thấy rõ được chất âm cũng như là uy lực mạnh mẽ của cặp loa này. Và bây giờ chúng ta lại cùng khám phá xem cấu hình của model JBL G732 sẽ được trang bị những gì. Sở hữu chiều cao của cặp G732 ở ngưỡng 83 cm. Hai cái logo phía bên hông và hai cái tay cầm rất là chắc chắn. Với phần thùng gỗ sồi và được bọc da siêu bền, tất cả các góc cạnh có biểu tượng logo dập chìm và dập nổi của JBL. Rất đẹp và rất sang trọng với màu ghi xám đá. Cao 83, chiều ngang 63. Xin lỗi quý vị nhé, vừa nãy tôi đọc nhầm. Chiều ngang của nó chính xác là 63 phân, chiều cao 83, sâu tới 45. Trọng lượng của cặp loa nằm ở 70kg và có công suất sở hữu ở ngưỡng 800W cho cả đôi. Trở kháng 8 ohm và nó có độ nhạy cao tới 104 decibel. Rất tuyệt vời. Trong đoạn nhạc này chúng ta đã thấy rõ được độ nhạy cao của cặp loa, thể hiện những dòng nhạc đồng quê với chất âm cực kỳ là tinh tế và ngọt ngào, chi tiết đến từng nốt nhạc. Với thiết kế về phía mặt trước trên cặp G732 đến từ USA, được thiết kế một bát súp đường kính 40 cm xương đúc
và cũng là model của củ bát dòng G. Gân vải tẩm dầu, xương đúc và cái nam châm từ rất lớn được thiết kế nằm sâu trong phía họng kèn. Đây nó là một cái họng kèn. Đó, và cái củ bát của nó nằm bên trong. Trên kích thước của cái thùng to lớn, nó mang lại cho giải trầm cực kỳ là tuyệt vời. Và đồng thời cũng là một phần cấp thêm giải trung trầm phía bên dưới của quả bát súp này, mang lại cho lời hát như chúng ta vừa thưởng thức. Quý vị sẽ thấy rằng một từ gọi rằng trung âm nồng nộng thì nó hoàn toàn là không sai. Chúng ta cùng trải nghiệm theo thực tế. Đó, trung trầm cũng đi từ đây ra, trung cao nằm bên trên quả kèn cùng. Có nghe qua điện thoại đi chăng nữa, chúng ta cũng thấy được độ phê của cặp G 732 rất tuyệt vời. Phần bên trên là một quả kèn đường kính họng 40 cm và nó trang bị cái củ rất lớn tới 16 phần. Bay đi tìm nhau, chẳng còn thấy. Quý vị thấy phê không ạ? Với quả kèn 40 và củ 16, hai cái ống hơi thở về mặt trước và được bảo vệ bởi một lớp nỉ rất là đẹp. Đó, ngụy trang phía bên trong của hai cái ống hơi phía bên trên mang lại cho giải trầm cực kỳ là uy lực, kết hợp với giải trung âm như chúng ta vừa thưởng thức qua một chút nhạc mà tôi đang mở trực tiếp từ trên TV xuống. Trên cặp loa tuyệt đẹp và sang trọng có cấu hình khủng này. Rất to đấy ạ. Bởi vì ngang của nó tới 63, nó cao 80 và sâu 45 cm, trọng lượng 70 kg. Trên cặp loa G732 thùng gỗ sồi, độ nhạy cao tới 104 dB trên trở kháng 8 ohm, công suất 800W, thoải mái và dư sức cho những căn phòng khách lớn như cái hội trường. Đây là một trong những cặp loa sở hữu phong cách 2 trong 1. Phía sau lưng của nó cũng còn rất mới và được trang bị bảng điều chỉnh phân tần gồm một công tắc, chúng ta có thể điều chỉnh 3 chế độ đó, cho nghe nhạc lẫn cho karaoke. Về tổng thể của cặp loa, chúng ta có thể thấy được rằng nó đẹp xuất sắc. Đây là những model loa mà được người Mỹ thiết kế, nó có độ bền tới nhiều năm, có thể để ở mọi không gian, từ phòng khách cho tới các không gian ngoài trời. Như vậy về sơ bộ, chúng ta đã rõ được cấu hình mà tôi đang giới thiệu rất là chi tiết trước máy quay với cặp loa JBL G732 khủng long. Đây cũng là những model đàn anh của các dòng 825 hay 835, sở hữu cấu hình sang trọng, thùng lớn hơn, đẹp hơn. Và đồng thời chất âm của giải trầm thể hiện mềm mại hơn rất nhiều khi thưởng thức nghe nhạc cũng như khi karaoke. Trong phân khúc tầm tiền, chúng ta thấy được rằng ở ngưỡng trên 20 triệu đồng cho cặp loa này, quý vị sẽ thấy được sự lựa chọn cho mình những cặp loa sở hữu chất âm cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke. Thì với JBL G732 là một trong những model rất đáng chơi và đáng đầu tư. Điều này thì chúng ta đã rõ trong đoạn clip này. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của anh em trên toàn quốc với kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Quý vị và anh em quan tâm tới bất kỳ sản phẩm nào có thể để lại tin nhắn dưới phần bình luận hoặc can theo số điện thoại trên kênh của mình, kênh Facebook cũng như YouTube của Toàn Audio Nam Định và Toàn Điện Máy Vũ Nam Định. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại thưởng thức một vài dòng nhạc tiếp theo mà tôi vẫn hay thường test trên kênh để quý vị lại thấy rõ được chất âm của model G732. Karaoke chuyên nghiệp, miễn bàn luận và đồng thời thể hiện các dòng nhạc đại đa số mà như tôi đang mở từ trên TV xuống. Phần phối ghép, tôi đang phối ghép cùng với một con đẩy PV model PM3006 và một con banker The Analytics CS10. Chúng ta cùng tham khảo và cùng trải nghiệm chất âm. Tín hiệu từ trên TV và chạy đường quang trực tiếp xuống con vang The Analytics này giải mã và chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là ưu việt. Đó, check của nó rất nhiều. Tôi sẽ trong bản nhạc này tôi sẽ phải giảm check trong tương đối là nhiều, chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của chân. Nghe nhạc trữ tình rất tuyệt vời, ngọt ngào và chi tiết. Một phần tư của giải chép thôi, nó đánh đã đủ về rồi. Hàng cây xanh thắm mộng trên con đường ngày xưa,
mà sao không chịu nói để giờ tìm cánh xanh ngỡ ngàng thương duyên.